Xin chào anh chị và quý nhà đầu tư. Thì hôm nay anh xin làm một cái video ngắn để nhận định về thị trường chung của chúng ta, cũng như là một số những cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong ngày mai, cũng như là thời gian sắp tới. Thì để đi qua một chút về thị trường chung, thì em xin nói về cái mức thanh khoản và đi qua một số cái dòng. Thì ngày hôm nay thanh khoản của thị trường chúng ta là ở mức là 7.900 tỷ, là nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận nè là 723 tỷ, thì đâu đó là vẫn còn hơn 7.000 tỷ, là khoảng 7.200 tỷ. Thì đây là một con số khá là lớn ha. Đây là một con số khá là lớn. Thì anh chị để ý là trong những cái phiên gần đây thì thanh khoản của VN Index mình rất là cao. Thanh khoản VN Index mình rất là cao. Thì cái vùng mà thanh khoản cao như thế này á mà giá không tăng được thì anh chị cũng phải nên lưu ý. Tức là khi mà thanh khoản tăng, khối lượng tăng nhưng mà giá không tăng thì chứng tỏ là cái lực cung ở vùng này rất là mạnh. Lực cung rất là mạnh, do đó lực cầu dù có cầu vào dù tiền vào nhưng mà vẫn chưa thể nào đẩy đẩy thị trường đi lên được. Đó là một điểm lưu ý ở tại cái mốc quanh quanh vùng 900 này. Thì có một điểm tích cực của ngày hôm nay đó chính là thị trường đã đóng đóng cửa ở mức 900 điểm sau 2 ngày mà thị trường vẫn chưa thể vượt qua được mốc này. Thì ngày hôm nay thị trường đã đóng cửa ở mức là đúng 900 điểm đó, thì đây cũng là một điểm khá là tích cực. Thì cá nhân em cũng đã nhận định về thị trường ở trong những cái video trước, thì một lát nữa em sẽ đi qua sẽ đi sơ qua về thị trường của chúng ta. Thị trường của chúng ta ha. Thì hôm nay là dòng ban là được coi là dòng đế thị trường ha. Trong đó có những mã như là CTG, ACB, STB đều tăng rất là tốt, Techcombank ha. Thì nhìn chung á là thị trường thời gian gần đây á là có một cái đặc điểm á, đó chính là những cái mã thay nhau luân phiên nhau để đỡ đỡ giá thị trường. Đỡ giá thị trường. Thì thêm một cái đặc điểm nữa là cổ phiếu penny, gần đây thì sóng penny nổi lên rất là nhiều ha. Thì anh chị cũng nên lưu ý là người ta nói là sóng penny thường là sóng cuối ha. Sóng penny thường là sóng cuối của một đợt tăng giá. Khi mà những cổ phiếu penny nổi lên đó, thì đó cũng chính là dấu hiệu của thị trường sẽ tạo đỉnh. Còn việc mà thị trường có tạo đỉnh hay không á thì chúng ta sẽ không đoán ha, chúng ta sẽ không đoán, mà chúng ta chủ yếu là sẽ dựa vào tín hiệu của dòng tiền. Tín hiệu của dòng tiền là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là những cái phiên phân phối, những phiên phân phối, những cái mô hình nến đảo chiều, những mô hình đảo chiều, thì khi đó chúng ta sẽ đoán được là đó là vùng có khả năng là đỉnh ha, có khả năng là đỉnh thôi, tức là mình cũng không biết chắc nó là đỉnh bởi vì nó chỉ là xác suất thôi. Đi qua đỉnh chúng ta mới biết được đỉnh ha. Đi qua đáy chúng ta mới biết được đáy đó. Thì đó là một số cái lưu ý như vậy đó. Còn về Dow Jones thì Dow Jones khi mà sáng sáng tăng rất là mạnh thì cũng đã có những cái sự chững lại. Đã sau cái sự dựng lại à, chúng ta view vào một chút về Dow Jones đó. Sau khi sáng mở tăng hay là S&P à, chúng ta qua Dow Jones. Dow Jones Future đang ở mức giảm là trừ 150 điểm, thì khả năng là tối nay Dow Jones sẽ đỏ thôi đó. Thì lúc sáng Dow Jones đã có mức lúc ta tăng lên gần mức là 27.500 điểm đó, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn chiều nay từ 2:15 đó, thì thị trường đã bắt đầu rơi đó, thị trường rơi rất là mạnh đó, thì hiện tại đang test lại cái mốc hỗ trợ là 27.100 điểm đó. Thì đây cũng là một tín hiệu cho thị trường ngày mai, khả năng là tối nay Dow Jones sẽ đỏ thôi. Dow Jones sẽ đỏ, test lại cái mốc hỗ trợ là 27.100 điểm này đó, test lại cái mốc hỗ trợ 27.100 điểm này đó. Thì nếu mà Dow Jones đỏ thì ngày mai khả năng là VN-Index đầu phiên lại có những cái tâm lý là những cái tâm lý là chốt lời, lại có những cái tâm lý chốt lời, thì anh chị mình lưu ý điều đó. Thì thị trường lúc này có một cái đặc điểm là sáng đỏ chiều xanh. Khi mà thị trường sáng nay thị trường đã test lại cái mốc là đây, sáng nay em có nhận định về thị trường chúng ta à, thì em nhận định là ngày hôm nay thì chắc chắn là do hôm qua Dow Jones có sự điều chỉnh nè ở mức là 300 điểm đó, thì khả năng VN-Index đầu phiên tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, thì thị trường sẽ test lại mốc 900 một lần nữa, 900 một lần nữa, với dòng tiền đổ vào những cổ phiếu là mid cap và penny những rất là mạnh. Thì đấy là trong những phiên gần đây thì là dòng tiền đổ vào mid cap và penny rất là nhiều, đặc biệt là những cái dòng bất động sản khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp dệt may, dệt may. Thì như vậy là thị trường hôm nay đã test lại mốc 900 một lần nữa, đó là lúc sáng này em cũng đã có những cái nhận định. Thì hôm nay thị trường đóng cửa đúng là mức 900 điểm. Đúng 900 điểm. Thì em sẽ đi qua một chút về thị trường chung, một chút về thị trường chung của chúng ta. Thì
Dễ nhìn. Thì VN Index chúng ta hiện tại là đang ở mức là 900 điểm. Đó. Thì rất là gần những cái ngưỡng kháng cự. Những cái ngưỡng kháng cự thứ nhất là đầu tiên là cái vùng gap down. Đó, đây là một cái vùng gap down anh chị. Đây nè. Đó, đây là một cái vùng gap down trước đó. Đó. Là đâu đó quanh vùng là 920 tới 930. Đó. Cái thứ hai là một cái vùng kháng cự khác đó chính là MA 200. Đó, đây là một vùng kháng cự mạnh. Thì hiện nay MA 200 đang có giá trị là khoảng 910. 910 điểm thì đây cũng là cái mốc anh chị lưu ý. 910 điểm. Đó, thì đây là 910 điểm. Đó. Thì những cái vùng gần đây á là thị trường có một cái đặc tính là thanh khoản rất là cao. Thanh khoản rất là cao. Thanh khoản rất là cao. Đây. Nó giống như cái vùng ở đây nè. Đó. Khi mà thị trường bất chấp đi lên, khi mà thị trường bất chấp đi lên hay là những cái vùng ở đây nè anh chị thấy không? Những cái vùng thanh khoản cây thế này nè, thì nó sẽ rất là dễ rơi lại rơi mạnh, dễ rơi lại rất là mạnh. Đó, tương tự như những vùng ở đây, khi mà thị trường có thanh khoản, có tiền vào nè, có tiền vào nhưng mà giá lại không tăng, có tiền vào nhưng giá lại không tăng, giống như phiên ở đây, giá lại không tăng được, đó thì khả năng là thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, khả năng là thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Thì tại vùng này thì hầu hết là những anh chị thường thường nghĩ là thị trường sẽ tăng rất là mạnh nữa, 1.200 điểm khi dòng tiền đổ vào. À, nhưng mà sau đó nó có một cái nhịp rơi từ 1.200 điểm về vùng là đâu đó quanh 900 điểm. À, rơi rất là sâu, rơi rất là sâu. Thì anh chị phải để ý cho em là thị trường hiện nay là vẫn có những cái dấu hiệu suy yếu khi mà có tiền vào nhưng mà giá lại không tăng được. Có tiền nhưng giá lại không tăng. Thì bắt đầu những cái vùng này nè, đó tín hiệu dòng tiền nó bắt đầu suy yếu này đó anh chị thấy không? Đó, khi mà cái đường màu vàng này cắt lên trên đường màu xanh này, đó thì đã cho cái tín hiệu suy yếu. Thì cái vùng chúng ta ở đây quan sát chúng ta cũng phải cân nhắc khi mà thanh khoản khá là cao nhưng mà là giá không tăng được. Thì theo em nghĩ thì thị trường có khả năng sẽ chinh phục lại mốc, tức là sẽ bứt phá lên và chinh phục mốc 910. Thì khi mà lái đánh, khi mà nhà tạo lập người ta đánh thị trường thì người ta cũng sẽ có những cái mốc, sẽ có những cái mốc mà thông thường đó chính là những cái mốc kháng cự. Nó là những cái mốc kháng cự. Để thị trường mà có những cái nhịp điều chỉnh tại đó thì nó sẽ rất là dễ, tức là người ta sẽ dễ phân phối hàng hơn. Dễ phân phối hàng hơn. Còn hiện tại nếu mà rơi ngay á, anh chị để ý, nếu mà rơi ngay á thì những cái nhà tạo lập người ta rất là khó để phân phối. Tại vì đa số những nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta sẽ không ai mua vào nữa. Không ai mua vào nữa. Thì những nhà tạo lập người ta muốn phân phối á thì người ta phải cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ nghĩ là thị trường còn tăng được nữa. Nghĩ là thị trường còn tăng được nữa, do đó thì người ta sẽ mua vào thì những nhà tạo lập người ta sẽ dễ dàng phân phối hàng ra. Thì theo lý thuyết của O'Neil á, theo lý thuyết của O'Neil thì phiên phân phối là những phiên á mà có khối lượng giảm hơn 1% và thanh khoản lớn hơn bất ngờ, thì có thể đã lấy cái mốc trung bình, đó chính là trung bình 10 ngày. Thì hiện tại thì VN Index gần đây chỉ có một phiên theo lý thuyết là đúng được, đó chính là phiên phân phối, đó chính là phiên vào ngày 27 tháng 5. Đó, phiên vào ngày 27 tháng 5 thì cũng có những phiên mà rất là nhiều người tranh cãi, đó chính là những phiên phân phối giống như là phiên vào ngày 3 tháng 6. Đó, nhưng mà giá chỉ giảm đâu đó là trừ 0,45% thôi. Thì đây cũng là một cái phiên mà lực chốt lời rất là mạnh và cuối phiên khi mà nhà đầu tư bán ra rất là nhiều. Đó là một số nhận định về thị trường chung, đó là một số nhận định về thị trường chung. Thì em cũng sẽ đi qua một số những cái mã cổ phiếu, một số những cái mã cổ phiếu mà chị có thể quan tâm trong ngày mai ha, trong ngày mai. Thì đầu tiên là về dòng bất động sản. Bất động sản là một cái dòng mà đang rất là được quan tâm khi mà có những cái sự chuyển giao, có những sự chuyển giao từ từ nước ngoài, những cái nhà máy xí nghiệp nước ngoài như là Apple, như là một số những cái doanh nghiệp lớn Amazon, nó về Việt Nam để nó mở những cái nhà máy sản xuất đó. Thì đó chính là bất động sản khu công nghiệp được rất là quan tâm ha đó. Thì nói về ngành bất động sản chung thì có một số mã như là Khang Điền thì Khang Điền có một cái đặc điểm là sau khi là tạo một cái nền tảng tích lũy đó, sau khi tạo một cái nền tảng tích lũy đó, thì nó bám theo cái đường trendline tăng này, chị thấy không? Bám theo cái đường trendline tăng này bứt phá đi lên đó, là vào phiên là ngày 3 tháng 6. Đó, đây là một phiên mà bứt phá đi lên vượt đỉnh cũ. Thì sau khi vượt lên đỉnh cũ, rất là giống lý thuyết. Sau khi vượt lên đỉnh cũ thì Khang Điền đã có những cái nhịp rơi test lại. Đã có những cái nhịp rơi test lại. Thì anh chị thấy nè. Khang Điền có những cái nhịp rơi test lại và sau khi chạm lại đúng cái nhịp, đúng cái ngưỡng kháng, cái ngưỡng hỗ trợ trước nè. Thì Khang Điền đã có tín hiệu bật lên lại. Thì đây là một tín hiệu rất là tích cực của Khang Điền.
Thì khả năng Khang Điền có thể là tiếp tục hướng tới vùng giá là đâu đó quanh vùng 24,5. Vùng 24,5 ở đây nè. Sau khi mà rơi test lại cái vùng hỗ trợ ở đây nè, vùng đỉnh trước đó. Sau khi bứt phá kháng cự rơi test lại thì khả năng là test lại thành công thì có thể bứt phá lên vùng giá là 24,5. Đây là một cái vùng kháng cự mạnh của nền giá trước đó. Về trend thì Khang Điền vẫn là trend tăng. Khi mà nến mà từ màu vàng chuyển sang màu xanh. Khi mà nến từ màu vàng chuyển sang màu xanh thì đây là một tín hiệu tích cực của Khang Điền ha, thì anh chị có thể lưu ý. Anh chị có thể lưu ý Khang Điền trong phiên ngày mai. Đây là cái bộ chỉ báo mà nói về tín hiệu là trend của thị trường. Khi mà màu xanh là thị trường vẫn còn đang trend tăng. Khi mà màu đỏ là thị trường đã có xu hướng là suy yếu. Màu vàng là thị trường là trong giai đoạn phân vân của những nhà đầu tư. Khang Điền ha. Tiếp theo là BKMX, BCM. Thì BCM đang tạo cái mô hình gọi là mô hình VCB. Khi mà giá biến động hẹp dần, khi mà giá biến động lại hẹp dần nè anh chị thấy không? Tức là giá biến động bắt đầu hẹp dần và bắt đầu siết chặt lại, khối lượng cạn dần. Đây. Khối lượng cạn dần. BCM là một cổ phiếu mà anh chị rất là quan tâm ha, khi mà những cái nội tại trong doanh nghiệp rất là tốt. Nội tại doanh nghiệp của BCM rất là tốt. Quỹ đất của BCM cũng còn rất là nhiều. Về quỹ đất, về nội tại doanh nghiệp, về kết quả kinh doanh thì BCM đều có những cái kết quả rất là tích cực. Thì anh chị có thể lưu ý đối với BCM khi mà nó đang trong một cái mô hình rất là đẹp, là mô hình VCB. VCB khối lượng cạn kiệt dần. Thì khả năng BCM nếu mà break được cái mô hình này, tức là break được cái đường trendline nè, khi mà biến động hẹp dần thì hoàn toàn có thể là đánh đánh chạm lại vùng giá là đâu đó quanh vùng 29,4. Vùng 29,4. Vùng giá này thì anh chị lưu ý ha, cái BCM rất là đẹp. Dòng tiền đã bắt đầu vào, dòng tiền anh chị đấy nè, đường dòng tiền của em nè, đường dòng tiền của em là khi mà đường màu xanh nước biển cắt lên đường màu vàng nè, thì dòng tiền đã bắt đầu vào từ những cái phiên này, từ những cái phiên này và vẫn còn nằm ở đó thôi, vẫn còn nằm ở đó, vẫn còn nằm trong đó, dòng tiền vẫn còn ở đây thì khả năng là BCM sẽ còn những cái nhịp đánh lên, và sẽ còn những cái nhịp đánh lên. Về trend thì hiện tại là BCM đang có cái nến màu vàng, thì đây cũng là cái sự phân vân. Đây là cái sự phân vân. Thì nhìn chung là khá là tốt thôi, khá là tốt. Đó, thì đó là đối với BCM ha, chị lưu ý đối với BCM ha. Đó là một cổ phiếu mà rất là quan tâm. Ta nên quan tâm. Tiếp theo là D2D. Thì D2D có một cái điểm gì? Đó chính là khi mà gặp lại ngưỡng kháng cự trước đó. Khi mà gặp lại cái ngưỡng kháng cự nè. Đây là một cái ngưỡng kháng cự. Yeah. Đây là thứ nhất là cái nền tảng, thứ nhất là cái nền tảng, thứ hai là cái đỉnh trước đó. Cái đỉnh trước đó khi mà nó chạm lại cái ngưỡng kháng cự này, nó đã bị thất bại nè, nó rơi trở lại. Thì đây là cái vùng chinh phục lại ngưỡng kháng cự. Khi mà D2D có những cái dấu hiệu là gặp kháng cự và tạo được cái nền tảng tích lũy, tạo là một cái nền tảng tích lũy lại ở đây, đang làm được cái nền giá. Đây là một cái tín hiệu rất là tốt. Làm lại nền giá thì quan trọng là nền giá sẽ siết chặt và khối lượng sẽ thấp dần. Thì ở những vùng này thì DHD cũng đã có những cái phiên mà khối lượng test lại rất là thấp, khối lượng test lại rất là thấp. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tích cực ha, tín hiệu tích cực. Thì VCB DHD hoàn toàn có thể đánh chạm lại những cái vùng giá trên này, vùng giá đó là quanh 70 70,5. Đây là cái vùng kháng cự kế tiếp của nó. Trước đó là sẽ có một cái vùng nữa là cái vùng 68. Chị đây này, đây nè, đây không? Đây là một cái đỉnh trước đó này, cái đá trước đó này. Lùng 68,6 đó, thì khả năng là D2D sẽ hướng tới hai mục tiêu đó chính là vùng 68,6 và vùng 70,5. Vùng 70,5 trên này, đây là một cái nền tảng rất là mạnh. Chị lưu ý đó là với D2D thì hiện tại dòng tiền mới bắt đầu đổ vào D2D, nên là khi mà đường màu xanh cắt lên đường màu vàng đó, thì dẫn cho những cái tín hiệu rất là tích cực từ những cái phiên này khi làm lại nền giá đó. Ngày hôm nay D2D chạm đường MA 10 ngày và sau đó rút chân trở lại, rút chân trở lại tạo nên một cái nến rút chân, anh chị thấy không? Một cái nến có đuôi nến ở dưới, có đuôi nến ở dưới nè, tạo ra một cái nến rút chân. Thì đây là một cái dấu hiệu đã có những cái lực cầu đỡ, có những cái lực cầu đỡ tại vùng này, có những cái lực cầu đỡ tại vùng này. Rồi đối với D2D. Tiếp theo là về hàng không, những ngành hàng không thì em đặc biệt chú ý đó với ACV. ACV thì là em đã báo mua từ những cái vùng này nè. Khi mà Trump em đã mua từ những cái cây nến này là mua quanh giá là đâu đó là 60,5,
60,5. Thì em cũng đã có những cái dự đoán là ACV sẽ có những cái nhịp rơi test lại cái vùng hỗ trợ là 60 62,9 này nè, tức là cái vùng đỉnh trước của nó. Thì ngày hôm sau là ACV đã test lại luôn. Ngày hôm sau là ACV đã test lại luôn và có những cái thứ bứt phá đi lên. Bứt phá đi lên rất là mạnh. Thì room em cũng đã có những cái vùng mua rất là tốt rồi. Thì hiện tại là ACV đang đang có xu hướng là test lại cái vùng EMA 2000, 200 ngày. Cái EMA 200 ngày. Thì một cái điểm tích cực mà tại sao mà em lưu ý đó với ACV. Thứ nhất là về dòng tiền. Về dòng tiền thì ACV đang có dòng tiền vào. Để dòng tiền vẫn là dương. Cái thứ hai là khối lượng ACV có xu hướng giảm dần. Khi một cổ phiếu giảm á, mà khối lượng của nó có xu hướng giảm dần á, thì đó là một điều rất là tốt. Bởi vì chứng tỏ là lực cung ở vùng này đã suy yếu, vực cung ở vùng này đã suy yếu. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực. Thêm một cái đường EMA 200 ở đây nữa. Test lại, nếu ngày mai ACV bật lên. Nếu ngày mai ACV chạm đường hỗ trợ 2200 bật lên á, thì target kế tiếp của ACV có thể là hướng tới vùng giá đâu đó là quanh 73,3 đây. Quanh cái này. Quanh giá là 73,3 cho tới 74. 73,3 cho tới 74. Vì đây chính là cái vùng kháng cự của nó ở trên này, vùng kháng cự này, vùng kháng cự nền giá. Thì sau khi mà đánh chạm là vậy thì khả năng là nó sẽ có những cái nhịp tiến đến vùng giá là 73,3 đó. Anh chị phải chú ý đối với ACV. Nếu mà ACV tiếp tục có những cái phiên đi ngang, tiếp tục có những cái phiên đi ngang ở đây, tiếp tục đi ngang thì cũng là một tín hiệu tốt. Khi mà chạm kháng cự và đi ngang là một tín hiệu tích cực, khi mà ở cái lực bán tháo ở đó có những cái lực cầu đỡ vào. Thông thường khi một cổ phiếu mà gặp những cái vùng kháng cự này, chị thấy không, ví dụ như cái con ACV này ở cái vùng lúc mà ngày 5 tháng 3, khi mà nó chạm vùng kháng cự thì ngày hôm sau nó sẽ giảm đi. Thì những cái phiên sau nó sẽ giảm. Đây là một tín hiệu là gì, lực cầu ở vùng này yếu, lực cầu ở vùng này yếu làm cho lực cung gì, lực cung áp đảo làm cho giá cổ phiếu giảm, thì làm giá cổ phiếu rơi lại. Còn khi mà chạm những cái ngưỡng kháng cự mà cổ phiếu có xu hướng tích lũy đó, tức là không rơi ngay, thì là chứng tỏ có một cái lực cầu đã đang gom lại cái lượng cổ phiếu mà những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ chốt ra, gom lại cái lượng cổ phiếu mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ chốt ra, thì đó là một tín hiệu là rất là tích cực. Thì đó là đối với ACV. Về trend thì ACV vẫn là đang một cái trend tăng, anh chị thấy không, nến từ màu xanh chuyển từ màu vàng chuyển sang màu xanh thì cho một tín hiệu rất là tích cực. Với những cái phiên này nhân từ màu đỏ chuyển sang màu xanh thì chị có thể lưu ý đối với ACV. ACV vẫn là trend tăng thôi, dòng tiền vẫn còn đây, dòng tiền vẫn ở đây. Tiếp theo là dược ha, IMB. IMB thì IMB á, em để ý IMB là tại vì sao, tại vì sao, bởi vì khi mà IMB chạm một cái ngưỡng kháng cự trên này nè, vậy đây là cái ngưỡng kháng cự của IMB đúng không, thì nó là có xu hướng rơi test lại. Khi mà nó chạm á thì nó có xu hướng rơi test lại đang test lại cái vùng đỉnh trước đó. Đang test lại cái vùng đỉnh trước đó chính là hai cái đỉnh này nè, em có vẽ sẵn đây nè đó, đang test lại cái vùng đỉnh này. Đây là cái vùng hỗ trợ của nó, vùng hỗ trợ khá là mạnh. Thì khối lượng tại vùng này đã bắt đầu cạn dần, chị thấy không? Khối lượng đã cạn dần, dòng tiền thì vẫn còn còn dương, dòng tiền vẫn còn dương khi mà áp lực mua vẫn tốt hơn áp lực bán, liên tục tạo ra những cái cây nến rút chân, chị thấy không, liên tục có những cái đuôi nến dưới. Ngày hôm nay cũng là một ngày có đuôi nến dưới nè, chạm đường EMA 10 ngày. Đây, MACD cũng đang cắt cho tín hiệu mua, RSI là đang trong vùng quá mua. Thì nhìn chung á là khi mà cổ phiếu rơi test lại với khối lượng thấp, chị nhớ nè, khi mà cổ phiếu rơi test lại với khối lượng thấp có những cái đường hỗ trợ như là EMA 10 ngày nè, hôm nay chạm EMA 10 ngày bật lên, chạm đường hỗ trợ bật lên với khối lượng thấp, thì đây là một tín hiệu tốt đối với IMB. Thì đây là một tín hiệu cho thấy rằng IMB hoàn toàn có khả năng có thể là đánh chạm lại vùng giá là đâu đó là vùng đỉnh này, vùng đỉnh này của nó sẽ công phá lại một lần nữa vùng đỉnh là 62,5, vùng là 62,5 thì công phá lại một lần nữa. Nếu mà công phá thất bại thì IMB sẽ tạo mô hình hai đáy thôi, hai đỉnh, tạo bên hai đỉnh và rơi, thì khả năng là sẽ còn một nhịp đánh lên nữa, sẽ còn nhịp đánh lên nữa khi mà khối lượng tại vùng này rất là thấp, khi mà khối lượng tại vùng này còn thấp. Thì chị lưu ý ha, đó là gì, IMB. Tiếp theo á, là em sẽ đi qua một số những cái cổ phiếu trụ.
một số những cái cổ phiếu trụ đang có những cái nền tảng tốt, đang có những cái nền tảng tốt. Ví dụ như là MLG đây, MLG thì Roman cũng đã cho mua từ những cái phiên này nè, từ những cái phiên mà nó rơi test lại với khối lượng thấp. Thì phiên bùng nổ của MLG là phiên vào vào cái ngày 8 tháng 6, ngày 8 tháng 6. Nó là một phiên mà MLG đã bứt nền đi lên, đã bứt nền đi lên với khối lượng rất là cao, khối lượng cao hơn trung bình 10 ngày rất là nhiều. Đâu đó gấp 3 lần. Khối lượng gấp 3 lần. Đó chứng tỏ dòng tiền ở đổ vào ngày hôm nay rất là nhiều. Thì hôm trước khi mà anh Tài có nói về việc mà bán cổ phiếu cho những cái nhân viên với giá thấp thì rất là nhiều người bức xúc. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là có những cái câu chuyện đằng sau đó, có những cái câu chuyện đằng sau đó mà để cho giá cổ phiếu MLG có thể giảm để mà có thể nhiều người được mua được giá tốt hơn. Thì anh chị lưu ý, chúng ta khi mà đánh giá một cái thông tin đó, chúng ta đừng nên đánh giá theo số đông quá nhiều. Chúng ta sẽ có những cái nhận định riêng mình, những cái nhận định của riêng mình. Thì MLG dòng tiền đã đổ vào từ đâu đó quanh ngày 6 tháng 4 rồi. Thì đã nằm ở đây 2 tháng rồi. Anh chị thấy là vẫn còn thôi. Tiền vẫn còn đây thôi, áp lực bán vẫn còn, chưa có bằng được áp lực mua đâu. Dòng tiền vẫn còn ở đó. Thì khả năng là những ngày phiên này tiền đã vào lại nè, tiền đã vào lại. Thì ngày hôm nay là một cái phiên test cung. Ngày hôm nay là một cái phiên test cung. Khi mà giá chạm lại đường EMA 10 ngày và bật lên với khối lượng thấp. Với khối lượng thấp đây là một tín hiệu rất là tốt. Phiên test cung khi mà giá giảm nhưng mà lực bán tháo không có. Lực bán tháo không có chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là tại đây MLG vẫn còn những cái dư địa tăng giá kế tiếp. Vẫn còn những cái dư địa tăng giá kế tiếp. Thì mục tiêu MLG sẽ có rất là, tức là những cái vùng kháng cự trên của nó mà chúng ta có thể hướng đến. Chúng ta có thể hướng đến. Đầu tiên là cái vùng giá là đâu đó quanh 92 nè. Quanh 92. Thì có thể là sẽ chinh phục lại một lần nữa vùng giá này. Khi mà lúc thì khi mà hôm trước đã thất bại. Đó thì khả năng là sẽ chinh phục lại vùng giá đâu đó quanh 92 một lần nữa. Quanh 92 một lần nữa ha. Khi mà chạm EMA 10 ngày bật lên. Thì nếu mà có những cái phiên mà đây em xóa cái này đi cho dễ nhìn ha. Nếu mà khi mà MLG có những cái phiên bứt phá, có những cái phiên bứt phá đi lên mà vượt được những cái vùng kháng cự này nè, thì khả năng MLG sẽ tiếp tục rơi test lại, sẽ rơi test lại thôi. Thì nó là một cổ phiếu trụ mà không thể nào mà tăng tăng bất chấp đâu, sẽ rơi test lại cái vùng hỗ trợ trước đó và có những cái phiên đánh lên. Nếu mà tại vùng này có những cái lực test cung tốt, lực test cung tốt thì sẽ có những cái phiên đánh lên vùng giá là 100, vùng giá 100. Thì chúng ta sẽ không nói trước được là MLG có thể là hướng tới vùng giá 100 để lắp lại cái vùng gap down trước đó hay không, lắp lại cái vùng gap down trước đó hay không. Tuy nhiên đây là những cái phân tích. Em sẽ có những cái phân tích định lượng để anh chị biết được là MLG vùng này dư địa tăng giá vẫn còn tốt và khả năng là sẽ đánh lại vùng giá là 92, đánh chạm lại vùng giá 92 trên này. Khi mà nó rơi lại vùng này nè, nếu mà những cái dấu hiệu mà khối lượng thấp á, thì ok, thì vẫn ổn. Về trend thì MLG vẫn là trend tăng, là trend tăng thôi, trend xanh vẫn vẫn còn tích cực, vẫn chưa có những cái dấu hiệu mà những dấu hiệu suy yếu. Nhưng mà anh chị mình phải lưu ý là những cái nhận định về thị trường chung của em ban đầu á, thì những cái mã cổ phiếu á, thông thường sẽ phụ thuộc vào thị trường chung rất là nhiều. Thị trường chung rất là nhiều. Tiếp theo là Masan. Thì Masan là tích lũy quá lâu rồi. Thì đây là một cái phiên break cao thất bại nè, fail break. Khi mà cổ phiếu đã có những cái sự bứt phá đi lên với khối lượng cao. Tuy nhiên là không thể thành công và bị đạp chốt lại. Có lý do đơn giản thôi là Masan vùng này á, anh chị thấy nè, cái áp lực bán còn rất là mạnh. Những cái phiên màu đỏ này anh chị thấy không? Đây nè. Áp lực bán vẫn còn rất là mạnh. Dòng tiền thì đã đổ vào từ những cái phiên trước đây rồi. Mà áp lực bán vùng này vẫn còn rất là mạnh khi mà những cái nhà đầu tư người ta chốt lời. Thì đó là lý do vì sao Masan vẫn chưa thể lên ngay được. Vẫn chưa thể lên ngay được. Tuy nhiên hiện tại Masan đang có một cái nền giá tích lũy rất là tốt. Khi mà khối lượng đang có dấu hiệu là giảm dần. Giảm dần. Thì những cái phiên này á, kỳ vọng là Masan có thể là tiếp tục siết chặt lại nền giá. Siết chặt thì hoàn toàn Masan có thể đánh 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 lên. Đánh chạm lên vùng giá là 70, 69, 70. Thì về trung hạn thì chắc chắn là có thể nếu mà Masan tiếp tục có một cái nền giá tích lũy tốt. Về trend thì Masan đang nằm trong trend vàng, vẫn chưa chuyển sang màu đỏ. Khi mà tại vùng này như em nói là gì? Là những cái áp lực chốt lời của nhà đầu tư rất là nhiều. Vậy đâu? Tín hiệu của em màu đỏ này. Thì trend đã chuyển sang màu vàng, tức là có những cái sự phân vân, có những cái sự phân vân của những nhà đầu tư. Thì anh chị phải nên lưu ý Masan, xem là Masan những cái phiên tới nó có siết chặt lại hay không, nó siết chặt lại và chúng ta có thể mua test quanh vùng giá nền này.
và chờ phiên một phiên break cao. Đó, khi mua anh chị lưu ý á, là chúng ta nên mua rải dần ra mua, rải dần ra mua để có những cái giá trung bình tốt nhất. Như là BNG. Đó, BNG cũng vậy thôi. BNG ngày hôm nay là một phiên retest lại. Đó, BNG phiên mà phiên break cao chính là phiên này. Đó, thì em đã cho mình chốt lời rồi. Chốt lời quanh này. Đó, sau đó là tại vì mình đã mua quanh đây rồi, hàng đã có. Đó, sau đó chốt lời thì sau đó BNG nó có những cái nhịp retest lại. Thì ngày hôm nay BNG là khi mà đánh chạm đó, khi mà rơi chạm lại vùng MA10 và vùng MA20 đó, thì đã có một phiên bật lên đó, đây là một phiên test cung tốt khi mà khối lượng không quá cao, khi mà khối lượng không quá cao ha, phiên test cung tốt thì khả năng BNG sẽ hướng tới những cái vùng kháng cự tiếp theo của nó thôi đó, những cái vùng kháng cự tiếp theo của nó thì có thể là vùng MA200 nè, MA200 hiện tại là vùng giá là 74,4 74,4 đây. Đầu tiên sẽ là vùng vùng kháng cự rồi, anh chị thấy không, là vùng đáy trước đó nè, là vùng kháng cự đó là quanh vùng 68 68 69 đó, vùng 68 và 69 đó, thì khả năng là PNG sẽ hướng tới cái mục tiêu đầu tiên là vùng giá 68 69 này đó, khi mà chạm lại cái vùng này nè thì PNG sẽ có nhịp rơi test lại cái vùng đỉnh cũ là vùng là nhà giá cao nhất của nó này là vùng 66,7. Đây là vùng 66,7 nè. Thì nếu tại vùng này á, có những phiên test cung tốt thì BNG có thể tiếp tục hướng tới lên vùng MA 200 ở đây. À, thì có thể là đâu đó là quanh 75. Là thì tới đó chúng ta sẽ có những cái phân tích. À, tới đó chúng ta sẽ có những cái phân tích kế tiếp. Còn hiện tại BNG dư địa vẫn tốt ha. Dư địa vẫn rất là tốt. À, khi mà có những cái nhịp rơi test lại với khối lượng thấp và chạm MA 10, MA 20 bật lên. MA 20, MA 20 bật lên. À, về trend. Về trend thì BNC đã có những cái phiên chuyển từ màu vàng sang màu xanh. Đó, thì đây là một tín hiệu đảo trend rất là tốt. À, trend vẫn còn là trend tăng. FPT là một cổ phiếu nhóm ngành công nghệ mà anh chị nên quan tâm. Ngày mai anh chị có thể quan tâm những cái nhóm ngành công nghệ đó, như là CMG. À, CMG hôm nay retest lại. À, retest lại đỉnh cũ thì nếu mà ngày mai CMG không không thủng đỉnh này nè, tại vùng giá đâu đó quanh 30,5, 30,4. Nó không thủng mà có những cái sự bật lên đó. Nó có những cái sự kéo ngược lên lại và làm cái nền tích lũy ở đây hoặc là bật lên lại luôn đó, thì anh chị hoàn toàn có thể mua test đó, mà khối lượng thấp nha. Bởi vì sao? Bởi dòng tiền từ vào CMG đã từ những cái phiên này đó, thì hiện tại dòng tiền vẫn còn ở đây đó. Về trend thì CMG vẫn là trend tăng, vẫn là trend tăng đó, anh chị lưu ý vẫn là trend tăng thì rất là, cũng khá là tích cực. Đó là những ngành công nghệ. Ngày hôm qua thì Nasdaq cho xanh, Dow cho đỏ, lý do là vì những cái nhóm ngành công nghệ tăng rất là tốt, người ta kỳ vọng vào những cái nhóm ngành công nghệ này. Thì FPT ngày hôm nay đã có một cái phiên test cung, một cái phiên test cung cái khi mà giá giảm đây, để em sẽ xóa cái này đi cho chị dễ nhìn ha. Đây là cái phiên này, chị thấy không, giá hôm nay giảm đóng cửa ở mức là cao hơn nửa phiên khi mà chạm MA 10 và MA 20 bật lên đó. Khối lượng cạn dần đó, khối lượng ngày hôm nay khá là thấp, khối lượng chỉ đâu đó là quanh một 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 triệu ba cổ thôi, trong khi trung bình 10 phiên là 1,6 triệu đó, vẫn thấp hơn trung bình các phiên đó. Tiếp tục là dòng tiền thì vẫn còn đây đó, áp lực bán và áp lực mua bắt đầu giảm dần đó, tạo là cái đường giao cắt ở đây, thì sẽ hy vọng là FPT sẽ tiếp tục đó. Cái nền này thì có một cái đặc điểm là nó khá là lỏng lẻo, khá là lỏng lẻo. Nếu mà cái nền giá này có những cái xu hướng mà siết chặt trở lại đó, thì FPT sẽ là một cổ phiếu tiềm năng, sẽ là một cổ phiếu tiềm năng. Thì hiện tại FPT vẫn đáng lưu ý thôi, anh chị hoàn toàn có thể là mua test FPT quanh đây, bởi vì đây là một cái vùng giá mà FPT đang cho những cái dấu hiệu là test cung lại rất là tốt, test cung lại rất là tốt. Thì mục tiêu cái đầu tiên của FPT là có thể đánh chạm lại vùng giá là 50, tức là cái vùng đỉnh trước đó mà nó chưa bứt phá được, chưa bứt phá được trong cái phiên ngày 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 8 tháng 6, ngày 8 tháng 6. Thì sau khi mà đánh đánh chạm lại vùng này á, nếu mà test lại thành công thì mục tiêu kế tiếp của FPT sẽ là vùng giá là 52. Đó là vùng đỉnh trên nè, đỉnh trên này giá 52. Thì hiện tại là FPT test lại ok. À, thì khi mà mua anh chị nhớ có những cái điểm cách lót cho mình á, thì điểm cách lót chính là cái điểm mà nó gãy nền, gãy cái hỗ trợ đây nè, đó là quanh là 40, 48,3, 48,2. Anh chị lưu ý khi mua chúng ta phải có những cái điểm cách lót cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường hiện tại vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro, vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro. Đó, nên chị vẫn phải lưu ý, vẫn phải lưu ý ha. Đó, tiếp theo là Techcombank. Techcombank
Thì Techcombank hôm trước em cũng đã có phân tích nè, trong video ngày chủ nhật ha, em cũng đã có phân tích đối với Techcombank ha. Techcombank sau khi tạo một cái đợt tích lũy thì em đã có những cái dự đoán là nó sẽ đánh chạm lại vùng vùng 22,5, 22,2 đây ha, và sau đó có cái nhịp retest lại đỉnh trước đó ha. Thì hiện tại Techcombank cũng đi khá là đúng xu hướng của em vẽ ha. Thì ngày hôm nay Techcombank có một cái phiên là test cung. Ngày hôm nay rất là nhiều cổ phiếu cho phiên test cung, tức là đầu phiên giảm, tức là đầu phiên là một cái, anh chị để ý VN-Index ngày hôm nay đầu phiên giảm nhưng khối lượng không cao, đầu phiên giảm khối lượng không cao, nó chứng tỏ là gì, là em đã dự đoán được là thị trường sẽ có những cái nhịp phục hồi, sẽ có những cái nhịp phục hồi thôi. Khi mà giá giảm nhưng mà khối lượng không cao chứng tỏ là vẫn chưa có những cái lực bán tháo ở đây, nó còn rất là tốt, vẫn còn tốt. Thì Techcombank khi mà rơi test lại như thế này nè, đó thì khả năng là Techcombank có thể đánh chạm lại vùng giá là 23, 23 ở đây. Hôm trước em cũng có nói là Techcombank và VP Bank là hai cổ phiếu mà em kỳ vọng là sẽ được nới rung ngoại, nới rung ngoại 49% so với định EVSTA, so với định EVSTA. Ở đây Techcombank ha. Về trend thì Techcombank thì hiện tại đang đang ở trên màu vàng đó, là sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Nếu mà Techcombank cho một cái nến màu xanh ở đây á, thì rất là tích cực đó, tín hiệu là Techcombank vẫn tiếp tục xu hướng tăng của mình, tiếp tục xu hướng tăng của mình. Và cuối cùng là BVH. BVH Bảo Việt, thì Bảo Việt thì em nghĩ Bảo Việt rất là tích cực khi mà Bảo Việt đã có một cái nền giá tích lũy trước đó, và sau đó có những cái phiên bứt phá với khối lượng rất là cao này. Đó, đây là một phiên dòng tiền đổ vào, đây là một phiên tiền đổ vào. Ngày hôm nay á, là một cái phiên mà kiểm tra lại nguồn cung đó, tại vì cái nền này nè, nếu mà anh chị mua những phiên này á, thì rất là nhiều những nhà đầu tư người ta bắt đầu chốt, tại vì đây là một cái vùng kháng cự của nó. Bảo Việt đang gặp một cái ngưỡng kháng cự nha anh chị, ở ngưỡng kháng cự của nó là quanh vùng giá là 50, 52,2, 54,5. Đó, anh chị đấy, đây là ngưỡng kháng cự của nó, đó là lý do vì sao tại tại cái vùng giá này nè thì Bảo Việt bắt đầu có những cái dấu hiệu chốt lời, cái dấu hiệu chốt lời. Thì ngày hôm nay cũng là một phiên mà chốt lời nhưng mà đã có rút chân lên khi chạm lại EMA 10 và EMA 20, đã có rút chân lên. Thì khả năng Bảo Việt sẽ có những cái nhịp tăng kế tiếp khi mà bứt phá được cái vùng kháng cự này, khi bứt phá được cái vùng kháng cự này lên đó, thì cái mục tiêu kế tiếp Bảo Việt đó, thì có thể là vùng giá là 60, giá 60. Thì anh chị có thể chờ trong phiên breakout, trong phiên breakout Bảo Việt có thể đi theo một cái kịch bản như thế này, đó là sau khi mà nó bứt phá được cái vùng kháng cự đó, thì nó sẽ rơi test lại đó, thì thông thường cổ phiếu sẽ có xu hướng rơi test lại và tiếp tục hướng tới vùng giá 70. Thì anh chị có thể chờ những cái phiên mà nó break cao, chờ nó break cao để mình mua vào, thì khi đó độ rủi ro sẽ thấp hơn. Còn nếu mà anh chị chịu rủi ro thì anh chị hoàn toàn có thể mua mua test và rải dần ra mua, mua tỷ trọng thấp, chúng ta mua test với tỷ trọng thấp. Tại vùng này nè, tại những cái điểm rơi test lại này mà khối lượng thấp thì Bảo Việt sẽ tiếp tục có những cái nhịp tăng thôi, sẽ tiếp tục có những cái nhịp tăng. Thì đó là một số những cái mã cổ phiếu mà anh chị có nên lưu ý trong phiên ngày mai, trong phiên ngày mai ha, một số những mã cổ phiếu. Thì anh chị nào quan tâm, anh chị nào quan tâm đang tìm một cái xu hướng, đang tìm một cái phương pháp đầu tư phần hiệu quả thì có thể là liên hệ với em, em có thể hỗ trợ cho anh chị. Thì em có những cái room của mình, room VIP, em có một cái room thường nè, cái room này hỗ trợ anh chị miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Em cũng có những cái thắc giải đáp những cái thắc mắc hay là những cái khuyến nghị trên này. Còn nếu mà anh chị muốn có những cái khuyến nghị nhanh thì anh chị có thể vào room VIP của em, giống như là những cái nhận định về thị trường hàng ngày hay những cái khuyến nghị mua bán trong phiên, mua bán trong phiên. Ngày hôm trước em cũng có gửi những khuyến nghị mua bán trong phiên, tăng rất là tốt nha. Như là HAG nè, target của em đặt ra là vùng 6, thì hiện tại HAG cũng sắp đạt được rồi. Như là FIT, đó là những cái mã penny em cũng có khuyến nghị, nhưng mà hầu như penny thì là tùy khẩu vị của anh chị, mức độ chịu rủi ro. Em thì em không có hướng anh chị tới penny nhiều, mà chủ yếu là nếu anh chị đầu tư lớn thì anh chị nên đầu tư những cổ phiếu trụ, đầu tư những cổ phiếu trụ. Thì anh chị nào quan tâm có thể vào cái room này của em nè, và cái room này của em như là STK nè, STK sở thế kỷ. Sở thế kỷ thì em khuyến nghị mua là cái phiên này, cái nến này hôm nay hàng về, cái nến này, cái nến ngày ngày 5 tháng 6, ngày 5 tháng 6 đó, ở vùng giá là trong ngày thôi đó, là mua được giá là quanh 17,5 tới 17,7. Thì hiện tại là sở thế kỷ đang có giá là 18,6, hôm nay hàng về là anh chị cũng lãi được 5% rồi. Sở thế kỷ này là có một cái game đó chính là chia cổ tức 15%, chỉ có 15%. Nói chung là em sẽ có những cái khuyến nghị trực tiếp anh chị đấy, như ACV nè, ACV ngày hôm trước em cũng khuyến nghị ACV đây. Cái ngày mà hôm đó tối hôm đó là Boeing tăng rất là mạnh thì em đã chú ý hàng không,
là HVN, ACV, HACV. Thì hiện tại cái nhóm ngành hàng không thì sau ngày hôm đó cũng đã tăng rất là tốt, như ACV nè, ACV đã tăng được hơn 10% rồi. HVN, HVN cũng đã có những phiên bứt phá nền đi lên. AST, AST cũng vậy. Đó, thì hàng không, đó, thì hàng không có một cái điểm tích cực, đó chính là người ta kỳ vọng vào cái việc mà mở lại đường bay quốc tế, mở lại đường bay quốc tế đó, rất là tốt. Còn ACV thì là kỳ vọng là sau khi được thông qua cái dự án là sân bay 1.200 tỷ. Nói chung là sẽ có những cái câu chuyện là sau những cái mã cổ phiếu mà em khuyến nghị đó, thì anh chị nào quan tâm thì có thể tham gia đồng hành cùng với em. Đó. Anh chị nếu thấy hay á, thì nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube cho em á, để em có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn anh chị đã xem video. Chúc anh chị một buổi tối tốt lành. Xin chào tạm biệt anh chị.